tại sao phong thủy lại có thể ảnh hưởng đến vận mệnh đời người? Thưa quý vị và các bạn, phong thủy là gì? Tại sao nó có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của một người? Làm thế nào để chọn phong thủy tốt hoặc cải biến thay đổi phong thủy xấu thành tốt? Đây có lẽ là những câu hỏi được rất nhiều người quan tâm, muốn được giải thích và đặc biệt là những người mong muốn cải biến vận mệnh của mình để có cuộc sống thông thuận may mắn hơn. Tại video chia sẻ lần này, Tranh Đá Quý Tân Phú Khánh Trí Tuệ Nhân Sinh xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đi tìm lời giải đáp án cho những câu hỏi trên. Qua đó, không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về phong thủy mà còn nhận ra được cốt lõi của việc cải biến vận mệnh, vận trình để cuộc sống của mỗi cá nhân cũng như gia đình tốt đẹp hơn. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với câu hỏi phong thủy là gì? Thuật ngữ phong thủy xuất hiện trong Táng Thư do Quách Phác đời nhà Tấn viết. Trong đó có đoạn: khí thừa phòng tắc tán, giới thủy tắc chỉ, cổ nhân tụ chi sử bất tán, hành chi sử hữu chỉ, cố doanh chi phong thủy. Nghĩa là khí gặp gió áp tán, gặp nước ngăn thì dừng. Cổ nhân làm sao cho khí tụ chứ không tán, nước chảy có chỗ dừng, do vậy mà có tên là phong thủy. Hai chữ phong thủy còn chỉ phương pháp tìm kiếm và chọn lựa nơi trú ngụ hoặc mai táng cát tường phú quý, phúc thọ bình yên, tức là thuật phong thủy. Giống như mọi ngành khoa học kỹ thuật cổ truyền khác ở Á Đông, thuật phong thủy cũng dựa vào kinh dịch thuyết âm dương ngũ hành. Theo đó, các chuyên gia phong thủy cho rằng phong thủy chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa môi trường xung quanh và con người, từ vị trí của ngôi nhà, vật liệu sử dụng, màu sắc sử dụng trong trang trí cho đến cộng đồng, thành phố, quốc gia và từ trường của trái đất tác động lên các yếu tố đó. Tất cả những điều đó ảnh hưởng tới vận mệnh của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi công ty, thậm chí là cả một quốc gia. Vậy thì mối liên hệ giữa phong thủy và vận mệnh là gì? Theo văn hóa truyền thống Á Đông, cổ nhân cho rằng có 5 yếu tố chính ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi một người và được nói như sau: nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức, ngũ độc thư. Nghĩa là thứ nhất là mệnh, thứ hai là vận, thứ ba là phong thủy, thứ tư là tích âm đức và thứ năm là đọc sách. Các chuyên gia phong thủy cho rằng thứ có ảnh hưởng lớn nhất đến con người chính là số phận, tức là mệnh, là thứ được định sẵn một cách bẩm sinh, hay người ta còn gọi là yếu tố tiên thiên. Thứ hai là vận, là vận trình của một đời người và những biến chuyển của thế gian. Thứ ba là phong thủy. Có một điều mà các chuyên gia phong thủy cũng lưu ý rằng một số người thường nhầm lẫn giữa phong thủy với mệnh lý. Họ cho biết phong thủy chủ yếu thảo luận về mối quan hệ tốt xấu giữa môi trường xung quanh và sự tương tác giữa con người với nhau. Vận mệnh hoàn toàn là bản đồ và vận trình may mắn của mỗi người, không liên quan gì đến môi trường bên ngoài. Phong thủy là phong thủy, mệnh lý là mệnh lý. Đây là hai thứ tách biệt. Bị ảnh hưởng bởi ý thức hiện đại, đặc biệt là chủ nghĩa vô thần hay thuyết vô thần, nhiều người coi phong thủy là mê tín, nhưng thực chất phong thủy là một ngành khoa học liên quan mật thiết đến con người. Môi trường xung quanh sẽ xâm nhập vào cơ thể chúng ta qua mắt, tai, mũi, lưỡi, da và tương tác tiếp xúc với cơ thể con người. Tiến sĩ Emoto Masaru là một tác giả và nhà khoa học người Nhật Bản nói rằng ý thức của con người có ảnh hưởng đến cấu trúc phân tử của nước, và ông đã tiến hành một thí nghiệm nổi tiếng có tên là nước biết câu trả lời. Đây là một bằng chứng xác thực về phong thủy. Các thí nghiệm đã phát hiện ra rằng nếu thông tin được cung cấp cho nước là tích cực, tử tế và đẹp đẽ thì tinh thể của nó sẽ rất đẹp. Ngược lại, nếu thông tin đưa ra mang tính tiêu cực, xấu xa, tồi tệ thì sự kết tinh sẽ rất xấu và bị phân tán. Chúng ta đều biết rằng hơn 70% cơ thể con người là nước. Nếu môi trường xung quanh không tốt, các phân tử trong cơ thể con người, kể cả mọi tế bào, chắc chắn sẽ trở nên xấu xí. Từ trường và hào quang do nước phát ra của người đó sẽ trở nên xấu xí. Điều đó sẽ không tốt chút nào. Khi một người có khí chất xấu và xui xẻo, nước da của họ sẽ rất xấu, thậm chí ngoại hình có thể chuyển sang màu sạm đen. Điều này là do luồng khí xấu của các phân tử nước và tế bào trong cơ thể con người tạo ra. Và ngược lại, người phơi phới như gió xuân sẽ có khí chất và từ trường rất tốt. Tiếp đến, chúng ta sẽ tìm hiểu về mối liên hệ giữa phong thủy và tổ tiên là gì. Nhiều người tin vào phong thủy cũng có sự hiểu lầm, cho rằng chỉ cần tìm được thầy phong thủy để gia trì trấn trạch, làm tốt phong thủy thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Như câu nói tổ tiên tích đức muôn đời thịnh, con cháu thảo hiền vạn đại vinh. Cho nên việc người ta có được phong thủy tốt hay không ở kiếp này lại phụ thuộc và liên quan rất nhiều đến việc trong tiền kiếp tổ tiên của người đó tích được bao nhiêu đức. Các chuyên gia nghiên cứu văn hóa phương Đông, các nhà cổ học cho rằng không dễ để tìm được một thầy phong thủy có thể giúp người ta thay đổi vận mệnh. Và cho dù có tìm được thì cũng chưa chắc làm được điều đó, hoặc là mua được một mảnh đất tốt hay một căn nhà phù hợp với mình. Phong thủy tốt hay thầy phong thủy giỏi không phải là nguyên nhân, mà là kết quả, tức là tìm được thầy phong thủy tốt hoặc tìm được phong thủy phù hợp với mình. Vậy thì nguyên nhân là gì? Nguyên nhân chính là
Nếu một người kiếp trước đã làm tất cả những điều xấu và tích lũy rất nhiều nghiệp chướng, hoặc tổ tiên của họ đã làm những điều xấu ảnh hưởng đến thế hệ tương lai, thì làm sao người này có thể có vận may và phong thủy tốt ở kiếp này được? Như đã đề cập, nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức và ngũ độc thư thực chất là một vòng tuần hoàn nhân quả. Chúng ta thường nói, quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Trong suốt khoảng 10 năm khổ luyện đó, việc phấn đấu học hành rất là khó khăn vất vả. Để có một kết quả tốt, chúng ta phải làm những việc thiện, chịu khó học hỏi để tạo ra một nguyên nhân tốt. Từ đó có thể có một số phận tốt, vận may tốt cho kiếp này và trong kiếp sau. Thậm chí có thể tìm thấy một chuyên gia phong thủy tốt và có được một môi trường sống tốt. Những điều này tạo thành một chuỗi nhân quả tuần hoàn lẫn nhau. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là, có mối liên hệ nào giữa phong thủy và đạo đức hay không? Mặc dù không muốn, nhưng có lẽ chúng ta cần phải nói với nhau rằng, thế giới đang suy thoái, xã hội con người ngày nay đạo đức đang ngày càng bị mai một bào mòn, thậm chí bị bại hoại. Đây là một sự thật mà con người phải thừa nhận. Vậy thì đạo đức có liên quan trực tiếp đến phong thủy hay không? Xin thưa, câu trả lời là có. Cổ nhân cũng đã nói, tôn tâm bất thiện, phong thủy vô ích. Tâm còn bất thiện, phong thủy vô ích. Sách Tăng Quảng Hiền Văn lại chép, nhân ác nhân phạ, thiền bất phạ. Nhân thiện nhân khi, thiền bất khi. Kẻ ác thì người ta sợ chứ trời không sợ. Người hiền thì người ta lừa chứ trời chẳng lừa. Phong thủy liên quan nhiều đến đạo đức con người, nhưng nhiều thầy phong thủy không nói về nó. Có thể đó là do chuyện kinh doanh hoặc các mối quan hệ khác. Họ không nói về mối quan hệ giữa phong thủy và đạo đức. Nếu phong thủy của bạn tuy không tốt, nhưng nếu bạn là người tích đức và làm nhiều việc thiện, thì phong thủy như vậy sẽ không có ảnh hưởng xấu đến bạn, bởi vì năng lượng tích cực của bạn mạnh hơn năng lượng phong thủy. Nhưng cũng xin lưu ý rằng, đối với những người không làm điều tốt, tích đức hành thiện, mà làm điều ác thì dù họ có được ban phong thủy tốt đến đâu cũng đều vô ích. Vậy thì, làm thế nào để chuyển phong thủy xấu thành tốt? Trước khi trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cùng đến với một số câu chuyện có nội dung như sau. Câu chuyện thứ nhất là, một người đàn ông muốn trở thành một người giàu có, nên anh ta đến cầu xin Chúa. Trong lúc nhiệt thành, Chúa đã ban cho anh ta một giỏ đức hạnh. Người đàn ông đau khổ nói, trời ơi, thứ con muốn là tiền. Chúa nói, đúng vậy, cái ta cho con là nhân cách, bởi vì nhân cách có thể khiến con đổi lấy tiền. Người đàn ông bối rối trở lại nhân gian, truyền bá rộng rãi những gì Chúa đã ban cho anh ta. Vài năm sau, anh ta trở thành triệu phú. Mặc dù đây có thể là câu chuyện ngụ ngôn, nhưng nó cũng minh họa một sự thật rằng, nhân phẩm có thể tạo ra của cải. Tiếp đến là câu chuyện số 2. Một doanh nghiệp nọ sản xuất đồ nội thất dân dụng. Sau khi một lô hàng được chuyển đi, người ta phát hiện có một chiếc bàn chưa được sơn. Sau khi tìm kiếm thì phát hiện chiếc bàn này đã được một khách hàng mua lại. Thế là nhà máy phát sóng liên tục trên đài suốt nửa tháng để tìm người mua. Không ngờ, việc làm này tuy không tìm được người mua hàng, nhưng lại thu hút tin vui và có tới 12 trung tâm thương mại sẵn sàng bảo lãnh sản phẩm này của nhà máy. Danh tiếng tốt của doanh nghiệp sản xuất này đã mang lại cho họ với một vận may lớn. Câu chuyện thứ 3. Cách đây vài năm, có một người phụ nữ nọ nghe một người biết rất ít về bộ nguồn UPS, tức là nguồn lưu trữ tích điện có khả năng ổn định điện áp và bảo vệ các thiết bị điện, nên bà tin và đến cửa hàng cung cấp máy tính để mua với hy vọng có thể dùng làm nguồn điện bảo vệ cho tủ lạnh mới ở nhà. Ông chủ cửa hàng cung cấp máy tính hỏi cụ thể về nhu cầu của người phụ nữ và tự nghĩ rằng bán hay không bán. Bán thì cục nguồn này không có tác dụng bảo vệ tủ lạnh. Nếu không bán thì cơ hội kiếm tiền béo bở này sẽ bị bỏ lỡ. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, lương tâm của người chủ cửa hàng đã chiến thắng lòng tham của mình. Anh ta cẩn thận giải thích cho người phụ nữ biết mục đích sử dụng của nguồn điện và nguyên lý tiêu thụ điện năng của tủ lạnh, đồng thời khuyên cô không nên tốn hàng triệu đồng vào những thứ vô dụng đối với mình. Người phụ nữ lúc đầu còn phân vân, nhưng khi nhận ra chủ cửa hàng thực sự có ý tốt, cô cảm thấy khâm phục sự chân thành của người chủ. Ngày hôm sau, người phụ nữ đó cùng chồng đến mua một chiếc máy tính rất có giá trị từ cửa hàng này, vì cả người phụ nữ và chồng cô ấy đều cảm thấy an tâm khi mua hàng ở đây. Vợ chồng người phụ nữ này còn nói với người thân bạn bè mình về tính cách tốt của người chủ cửa hàng máy tính. Cũng vì thế mà họ đã tìm đến mua rất nhiều sản phẩm máy tính cũng như phụ kiện liên quan từ người chủ tốt bụng kia. Câu chuyện cho ta thấy, một người có tư cách đạo đức tốt không chỉ chiếm được cảm tình của người khác mà còn tạo ra năng lượng tốt đối với môi trường xung quanh. Người nào có tư cách đạo đức tốt thì ai ai cũng sẵn sàng kết giao và hợp tác với họ.